top những mối tình đẹp và bền vững nhất showbiz Thái Lan. Đây đều là những cặp đôi có chuyện tình ngọt ngào nhất giới showbiz Thái được công chúng ngưỡng mộ. Giống như các làng giải trí khác như Hoa Hàn, bên cạnh việc sở hữu dàn nam thanh nữ tú, thì showbiz Thái Lan cũng có những cặp đôi minh tinh bên nhau từ 10 đến 20 năm, nhưng tới nay tình cảm vẫn luôn mặn nồng. Trong số đó, không ít cặp đôi còn chưa từng vướng tin đồn rạn nứt hay chia tay rồi người thứ ba. Đều là những nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì làng giải trí, thường xuyên phải đối mặt với đủ mọi tin đồn, điều tiếng. Nhưng các cặp đôi này vẫn luôn giữ cho mình tình cảm vững chắc dành cho đối phương. Có người hẹn hò 20 năm, dù không kết hôn nhưng vẫn luôn ở bên nhau như vậy. Bên cạnh đó, cũng có những cặp đôi chuẩn bị tiến vào lễ đường hay lên chức cha, mẹ. Cùng điểm lại những cặp đôi có chuyện tình ngọt ngào và bền vững nhất nhì làng giải trí Thái Lan. 1. Nadeh Kugimiya và Yaya Urasaya. Cặp đôi đầu tiên phải kể tên chính là Nadeh Kugimiya và ngọc nữ Thái Lan Yaya Urasaya. Cả hai bắt đầu bén duyên với nhau cách đây khoảng 12 năm khi cùng tham gia dự án phim lớn của nhà đài CH3 Juanzai Ankhane năm 2010. Thời điểm đó, nàng ngọc nữ Thái Lan mới chỉ là cô thiếu nữ vừa bước sang tuổi 17, còn nam tài tử Nadeh Kugimiya đang ở độ tuổi 19. Yaya Urasaya từng chia sẻ về ấn tượng đầu tiên khi gặp bạn trai là lúc cả hai cùng tham gia trình diễn cho một chương trình thời trang. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết khi ấy chỉ mình cô chú ý tới anh, chứ bạn trai không hề hay biết gì. Về phần nam diễn viên, anh nói rằng bản thân chỉ nhớ về lần gặp cô tại buổi chụp hình casting cho bộ phim Juanzai Ankhane. Sau nhiều năm hẹn hò trong bí mật, giờ đây cả hai đã thoải mái công khai. Nam tài tử cho biết anh bắt đầu cảm nắng bạn gái khi cả hai cùng nhau tham gia bộ phim thứ hai Game Ray Game Rap vào tháng 2 năm 2021, đúng dịp lễ Valentine. Nadeh Kugimiya còn chi mạnh tay trình chiếu hình ảnh của cả hai lên màn hình LED ở một trung tâm thương mại lớn tại Bangkok. Bên nhau 12 năm, cặp đôi nhiều lần bị hỏi tới chuyện kết hôn. Về vấn đề này, gần đây khi tham gia quảng bá phim Là Em, Yaya Urasaya thẹn thùng cho biết cô vẫn đang chờ đợi lời cầu hôn từ bạn trai. 2. Kimmy Kimberly và Matt Brin. Theo sau cặp đôi trên chính là Kimmy Kimberly và Matt Brin. Cặp đôi cũng gặp trên phim trường vào năm 2010. Tuy nhiên, thời điểm đó, cả hai lại vào vai anh em sinh đôi. Khi ấy, Kimmy Kimberly vẫn đang là bạn gái của một nhà sản xuất phim. Sau này, khi có nhiều dự án phim chung với nhau, cả hai mới bắt đầu phát triển mối quan hệ. Khi mới bên nhau, cả hai chưa dám công khai vì lúc đó Kimmy Kimberly mới chia tay bạn trai cũ chưa lâu. Việc cô cùng Matt Brin liên tục có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau thời gian đầu đã gặp phải sự chỉ trích từ công chúng. Nhiều người cho rằng Kimmy Kimberly phản bội bạn trai nhà sản xuất từng nâng đỡ cô để chạy theo Matt Brin. Cặp đôi đã phải dùng một khoảng thời gian dài để cùng nhau đối mặt với mọi lời chỉ trích từ công chúng. 9 năm hẹn hò, cả hai đã chứng minh cho công chúng rằng việc họ bên nhau là tình cảm vô cùng chân thành. Matt Brin luôn ở cạnh bạn gái mọi lúc mọi nơi. Khi cha Kimmy Kimberly qua đời, Matt Brin đã tạm dừng mọi công việc để ở bên cạnh động viên bạn gái vượt qua nỗi đau. Bẵng đi một thời gian, vào thời điểm sau khi vừa kỷ niệm 8 năm bên nhau, Matt Brin đã quỳ gối ngỏ lời cầu hôn Kimmy Kimberly tại Thụy Sĩ, nơi cả hai cùng nhau đi du lịch. Chứng kiến khoảnh khắc đẹp đó còn có cặp đôi Nadeh Kugimiya, Yaya Urasaya. Được biết, cả hai đang trong quá trình hoàn thành mọi lịch trình công việc để chuẩn bị cho hôn lễ. Một nguồn tin tiết lộ rằng cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2023. 3. Anton Pratton và Eltina Han. Một trong những cặp đôi bền vững nhất phải nói tới chính là công chúa giải trí Thái Lan Anton Pratton và bạn trai ngoài ngành Eltina Han. Cả hai đã có khoảng thời gian 20 năm bên nhau. Tới nay, khi đã ở độ tuổi U50, nữ diễn viên đã quả quyết rằng sẽ không kết hôn hay sinh con nữa. Cả cô và bạn trai đều thống nhất quan điểm trong vấn đề này. Anton Pratton từng chia sẻ rằng bạn trai có một lần ngỏ lời cầu hôn khi cô 25 tuổi nhưng bị từ chối. Tuy đã từ chối lời cầu hôn nhưng Anton Pratton và bạn trai vẫn ở bên nhau từ đó tới giờ đã 20 năm. Dù không kết hôn nhưng công chúa giải trí Thái Lan vẫn giữ nguyên những món hồi môn mà bạn trai tặng. Điều này được chính nữ diễn viên tiết lộ gần đây sau khi nhiều tài sản bị trộm mất. Trong số của cải bị mất trộm đó bao gồm cả món hồi môn mà bạn trai tặng cho nữ diễn viên. Trong một chương trình gần đây, Anton Pratton cũng chia sẻ thêm về mối quan hệ giữa mình và bạn trai 20 năm. Theo nữ diễn viên, mối quan hệ đó đã vượt qua cả giới hạn của tình yêu. Đối với Anton Pratton, bạn trai đã trở thành người thân từ lâu. Thậm chí cô còn nói rằng nếu bạn trai ra đi thì bản thân cũng không thể nào sống nổi. Thứ tư,
Bert Buttigieg và Chakravartia. Cuối cùng chính là cặp vợ chồng đình đám nhà tài tử Chiếc Lá Cuốn Bay, Bert Buttigieg và Chakravartia. Cả hai gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia một bộ phim vào năm 2014. Sau đó, cả hai nhanh chóng thừa nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, ban đầu mối tình của cặp đôi cũng từng bị không ít người phản đối. Nguyên nhân là do Chakravartia hơn bạn trai 3 tuổi. Bên cạnh đó, Bert Buttigieg thời đó cũng đang là một nam thần số 1 trong lòng công chúng. Không ít người cho rằng Chakravartia kém xa so với bạn trai. Bất chấp sự phản đối từ người hâm mộ, cả hai vẫn có khoảng thời gian 4 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà vào năm 2018 bằng một đám cưới hoành tráng. Sau 4 năm chung sống, cuộc hôn nhân của tài tử Chiếc Lá Cuốn Bay đã có cái kết đẹp khi bà xã anh mang thai con trai đầu lòng. Được biết, bà xã Bert Buttigieg sẽ hạ sinh nhóc tỳ trong năm nay.